Xin chào tất cả các bạn. Mình là Sắc Ven đây. Và hôm nay mình là một con Husky Quốc tia chớp vô cùng nhanh nhẹn luôn á, với một cái tốc độ không ai có thể sánh bằng luôn á. Nhưng rồi một ngày mình với em mình thi đua với nhau thì mình đã gian lận để có thể thắng được cuộc đua, dẫn đến đứa em Husky Quốc của mình phải tìm tới sức mạnh của bóng tối, buộc mình phải trở thành một thần chiến chớp để có thể chống lại em ấy. Không biết chuyện gì xảy ra đây nữa. Các bạn nhớ hãy đón xem và nhớ hãy like và subscribe ủng hộ channel mình nha. Và đừng quên ghé thăm channel của những thành viên siêu tốt khác. Và bây giờ mình phải đi đây, mình phải chống lại thằng em của mình nữa. Đi thôi. Tụi bay im lặng hết coi. Bây giờ tao sẽ cầm số tiền này mà chạy ra khỏi đây. Tới lúc tẩu tán rồi, tới lúc tẩu tán rồi. Cuối cùng tao cũng tốn nhiều tiền rồi, sau này tao sẽ trở thành tiểu vô. Trời ơi, cái thằng này nó nhanh thiệt chứ. Mình đang đi làm việc mà nó dám ăn cướp luôn hả? Được rồi, mình không cần nhân nhượng nữa. Không biết nên mua cái gì ta. Hello anh bạn, anh bạn đang làm gì vậy? Cái gì đây? Sao tôi đang chạy nhanh vậy? Ôi, nó làm gì vậy hả? Bạn làm gì mà đi nhanh như vậy? Để tôi với. Trời ơi. Cái thằng này phải tăng ca lên mới được. Ôi trời đất ơi, thằng này nó chạy nhanh quá trời vậy. Hài, nó nghĩ nó có thể đánh bại mình sao? Không thể nào. Ôi, sao hắn sợ chạy sắp tới mình rồi vậy? Sao hắn nhanh vậy? Hắn sắp tới mình rồi. Đừng. Hello. Đáng đời ngươi chưa? Ta xin phép nhận cái này, ta trả lại cho ngân hàng nha, bye bye. Ôi, cuối cùng hôm nay cũng làm việc xong rồi, mình nên về nghỉ một xíu thôi. Ai, cơm mẹ nấu ngon quá mẹ ơi. Trời ơi, cơm mẹ nấu không ngon chứ còn ai ngon? Con ngon rồi không? Không. Mẹ nóng tính quá vậy. Trời ơi, mẹ cứ dùng sức mạnh trong nhà nguy hiểm lắm biết không mà. Trời ơi, mẹ là kiểm soát được sức mạnh The Flash rồi con, coi khỏi khởi, cần phải lo. Nghe cho ok. Ủa mà ba đang làm gì mà lâu quá vậy? Ba con đang thực hiện nghĩa vụ công lý. Alo, ba về rồi này mấy đứa. Ông nói gì lâu vậy? Trời ơi, bình tĩnh rồi. Phá bực cái tivi nhà mình mới mua đó, bà phá hoài luôn á bà. Trời ơi, ba ông về chạy quá, không phải một giây chạy rồi. Quá bà, bà suốt ngày làm vậy chết tôi á bà ơi. Rồi rồi, cho cơm hello. Nước gì coi đói bụng quá. Hello gì hello. Con hỏi ra cũng được nha. Bây giờ mẹ quên mất đồ ăn cho ba con rồi, để mẹ đi ra mua đồ ăn nha con. Ok, bye bye mẹ nha. Okay. Ơi, vậy mà cũng quên được. Trời, cái bà nội này tôi đói bụng mà trời, làm cả ngày mong cho ăn hết trơn à. Cười gì mày ơi, cười cái mày. Vậy, con tự con đề à. Trời ơi, lại mày nữa, sao mày giống mẹ mày vậy con? Nhỏ. Rồi, hôm nay cả ba cha con chúng ta lại tiếp tục tập luyện thôi, không có giỡn chơi nữa. Ra ngoài này nè. Tao tập luyện giỏi hơn anh. Cái gì anh giỏi hơn em chứ. Anh mày giỏi hơn đó con, đừng có nói bậy. Hello. Chúng ta phải luôn tự luyện tập để sau này trở thành một người hùng có giống như bà, để trở thành một Husky Googie Flash người hùng như ta. Chạy rồi. Mày học đầu tiên là đuổi kịp ta đó, đuổi ra đây. Em đuổi trước đây, anh làm sao mà đuổi được, nó leo. Trời ơi, cái thằng này nó láo dữ à. Anh còn láo mà đuổi được bằng em. Đi đâu nào. Ủa, mình làm gì ở đây vậy ba? Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện thi đua, xem thử con và em của con đứa nào chạy nhanh hơn. Đứa nào nhanh hơn thì được thưởng, đứa nào mà chậm hơn bị phạt nghe chưa. Cái này là con thắng chắc rồi. Trời, anh thắng được chắc rồi. Để ta kẻ một cái đường cho mấy đứa biết. Đây nè, đó. Cái đường này chính là vạch xuất phát. Ba mua đường này hay sao vậy? Ba đặt dễ dàng quá vậy? Ừ rồi, ba mua con nhiều chuyện quá, tôi tán, một lá bây giờ. Thôi được rồi, ta đếm nha. Khi nào ta vẫy cái tay một cái là bắt đầu nha. Và ta nhấn mạnh lại phần thưởng, đó chính là ta sẽ chỉ cho người đó một bài học bí mật sẽ giúp người đó chạy nhanh hơn rất là nhiều. Còn một lần phạt sẽ là bị treo giò lên cây mà không cho chạy luôn ha. Một, hai, ba, bắt đầu. Một, hai, ba. Con nghe mình chạy nhanh quá mấy bạn ơi. Em ơi, để anh với. Em chạy trước gọi lên leo. Leo mình làm gì chắc kìa. Ủa ba mình đang chạy theo kìa. Hello ba. Cố lên các con, cố lên các con. Cố đuổi kịp tới ba nè. Không mua được mới được. Mình phải làm gì đó mới được. Cố lên các con ơi, cố lên các con ơi. Ba mình nhảy xuống tốt tiêu rồi. Thôi phải làm gì đó mới được. Mình có cái gì. Ok, chạy nhanh lên chú bà.
Ê, em ơi, có món quà tặng em à. Ê. Dạ. Nó bị té à, vui à. Ok, chạy. Nhanh quá, mình chạy nhanh quá. Ok, không ai à, chạy tới sân cùng nào. Bên trái sắp tới rồi. Đứng là trời. Yeah. Mừng con trai. Yeah, rồi. Ê chà, Thôi, thằng kia. Rồi, anh Trân Giang. Giang cái gì mà Giang? Mày sao bị phạt tại vì chạy quá chậm ha. Lê. Rồi, được rồi. Không ăn Giang gì hết. Rồi, mấy đứa về. Hôm nay đã hoàn thành bài tập rồi. Như lời đứa hứa, ta sẽ dạy con một bí kíp để chạy nhanh bí mật mà không chỉ dòng em đâu. Leo leo. Leo đi thôi con. Thấy tội nghe mình quá. Thôi kệ đi. Ai đi anh ơi. Giang em được thưởng kìa. Quên nữa. Còn bây giờ thì tới lượt hình phạt của con ha. Kẹt cây rồi. Chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đã làm cái quái gì vậy hả? Bán đời chứ con, cái tội không chịu luyện tập mà để ham chơi nè con. Thôi được rồi, con vô đây, ta sẽ chỉ con. Ok. Ủa, thấy em hơi tội quá. Thôi kệ. Bị ngủ. Ok, con vô nè bay. Có ai không cứu tôi với? Chết rồi, bị kẹt đây rồi. Cậu nhóc cần giúp gì không? Hả? Ông là ai vậy? Người hỏi ta là ai hả? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta thấy trong người đang có một mối hận thù. Hận đâu? Ý ông là tôi hận thằng anh tôi ấy hả? Đúng như vậy. Và ngươi có cần sức mạnh không? Ngươi có muốn chạy nhanh hơn không? Ủa, ông làm được vậy hả? Đúng như vậy. Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ chỉ cho ngươi. Không hiểu gì vậy? Wow, rồi, từ thời xa xưa có một thứ gọi là tên tốc độ thần. Đó là khi chúng ta đạt được tới cảnh giới của tốc độ cao nhất thì chúng ta sẽ có một tốc độ rất là nhanh. Nên các con biết là cách được thần mà đúng không? Nhưng mà nghe bảo là 1000 năm chỉ có được một phất chi biết. Nhanh quá cháy rồi con. 1000 năm có được một phất chi gugi tia chớp mới có thể có được cái sức mạnh đó. Nhưng mà không quan trọng, chúng ta không thể chờ đợi vào sự may mắn như thế được. Chúng ta phải tập luyện. Tập luyện thiệt là nhiều, nhưng mà tập luyện không thì không có thực tế. Và ta cần một sự thực tế hơn. Alo. Xin chào. Hiện tại đang có một vụ cướp. Tôi đang thấy một cái xe nó chạy rất là nhanh. Nhưng mà tôi biết anh có thể làm được. Không biết anh có thể giúp tôi được không hả? Tất nhiên là được rồi. Bây giờ tôi đã có con trai, con trai của tôi ở đây luôn. Tôi sẽ tới giúp anh liền. Anh cứ bình tĩnh nha. Cảm ơn anh ạ. Rồi. Cảm ơn anh nha. Ok, lần đầu tiên con được bắt cướp vui quá hả? Rồi, đây là bài học thực tiễn của con. Đi theo ta. Ôi, chạy nhanh vậy. Chạy nhanh theo nào. Ok, đi thôi nào. Mình tới. Hình như mục tiêu của ta đã thấy được rồi. Có tiền rồi. Rồi bây giờ, đó chính là bài tập hôm nay của con. Đưa tháo đi. Thái lên. Ok, let's go. Tăng tốc độ nữa nè. Mình giảm tốc độ rồi. Tăng tốc, mình tắt năng lượng rồi. Trời ơi, là trời khó quá. Bên kia rồi. Rồi. Chết, thằng bên kia, bên kia. Ngươi dám nghĩ có thể dán được ta hả? Lại đây. Hả? Thế nào vậy? Mày thích đua như vậy, mày ngồi mày đi ra thôi. Mày lại. Ơi. Ai đang kia đứng lại cho ta. Ôi, thằng bắt cái gì vậy? Ôi trời ơi. Ôi dữ cái gì vậy? Thầy có chạy quá. Ok, xong. Nó ngu kìa. Tao vẫn lấy được à. Thả đi con, nhé đi con. Đây. Đâu. Ok, xong. Tên này tết tiệt. Bây giờ mày phải tăng tốc độ lên nữa. Tăng cái nữa nè. Mày bị nó kìa. Mày là con, ghé đi con, ghé đi. Ghé đi, ghé đi, tao ghé luôn rồi, sao né được nữa. Hello, giờ làm sao? Bắn xỉu. Rất súng luôn rồi con. Vô cái này. Ê, đó, được liền. Rồi, tốt lắm con trai. Bây giờ ngon thì ở đây xong rồi đợi cảnh sát tới bắt nha. Nằm xuống cái coi, mày đứng dậy không? Mày ngồi đứng dậy nữa coi. Một đá là mày lật luôn nha mày. Ơi, con đứng dậy kìa. Dậy thiệt chứ, mày đứng dậy kìa rồi. Một, hai, ba, dậy mà. Thôi đi coi. Ok, đi dậy rồi. Ôi, trời ơi, hôm nay đúng là trải nghiệm vui á.
À, đi về ông ơi. Ba, à, chạy về hết. Thôi được rồi, chúc mừng con hôm nay đã thành công mà chị ạ. Xin chào, chào các bạn. Ôi ơi, xin lỗi bà, ước cho bà nằm ngoài đường nghe bà, vô nhà nằm đi chứ. Tân con của mình nó bị gì rồi? À sao? Không ổn rồi. Có chuyện rồi con ơi. Vậy là sao? Trời ơi, giải thích cho anh chuyện này là sao đi vợ ơi. Giải thích cho anh coi. Ôi, xin lỗi. Trời cái đầu em có gì sắp lát rồi. Xin lỗi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời. Xin lỗi. Ôi ơi. Ủa? Chuyện này là con làm sao? Đúng như vậy. Ủa? Tại sao con lại trở thành ra như vậy? Ta nhớ ta đâu có chỉ con những cái thứ tàn độc đó đâu. Sao bộ dạng em khác dữ vậy? Đi thù lùi luôn vậy? Ôi, con không biết hả? Anh! Đây chính là Huggy Wuggy Flash đen xấu xa. Tại sao con lại có được sức mạnh đó? Tại vì tất cả là tại anh đến đó. Hả? Tại anh sao? Anh làm gì đó vậy? Con nãy ăn gian. Được rồi, có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện đã. Tại sao con lại làm hại mẹ của con rồi phá nhà của chúng ta vậy? Ôi, không. Tao không muốn nói nhiều với ba nữa đâu. Ba với lại anh đều là người xấu. Còn về tiêu diệt đó. Mình đã Ôi, sức mạnh này. Trời, chắc con hãy trốn đi để ta xử lý cho. Bây giờ thì đưa con trở về. Ây, sao ba? Con của ta, con phải trở về lại là con bình thường của ta, không được làm những đứa xấu xa như vậy. Tất cả là tại ba đó. Bây giờ con sẽ chơi tiệc chiêu cuối cho ba khỏi phải đi luôn. Chết trời, ba bị không ổn rồi. Bây giờ thì tới lượt anh. Con đã, con truyền cho con sức mạnh cuối cùng của ta. Hãy nhận lấy và chạy đi. Cái gì vậy? Mình có thể chạy nhanh hơn rồi. Ok con chạy. Chạy đứng lại đó. Wow, em bị gì vậy? Em phải nghĩ lại đi, sao em lại làm chuyện này? Go! Chết rồi. Ai vậy? Mày hết năng lượng rồi. Anh tới đường cùng rồi, bây giờ thì chuẩn bị đi. Bây giờ phải làm sao đây? Anh cần lời chăn chới nào không hả? Tại sao em lại làm việc này? Anh biết là anh ăn gian có lỗi, nhưng mà em đâu cần phải làm mấy cái chuyện này đâu. Tại vì anh chơi ăn gian. Nhưng mà em dám động tới cha, dám động tới mẹ thì anh cũng sẽ không tha đâu. Bây giờ anh tất cả ra, ông đã chấp nhận được. Cái gì vậy? Bây giờ em làm anh tức gờ đây nha. Người vô đây. Mình phải dùng nhiều năng lượng. Ây cha. Ây da, cái nào chết tiệt rồi. Bây giờ không thể nào mà đánh lê anh được rồi. Muốn gặp, muốn chơi không, muốn chơi không, muốn chơi không. Em chơi vô bình thường đi chơi, em chơi. Anh biết đây không phải là em mà. Ôi anh xin lỗi, cho anh xin lỗi vì đã gian lận. Em biết lỗi rồi. Em không phải bình thường rồi kìa. Hello. Ôi trời. Trời em đứng dậy coi. Trời chứ nằm hoài vậy. Đứng rồi. Trời ơi. Ủa em gì mới làm cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên em biết anh màu đen vậy? Gì kỳ vậy? Em không biết nữa, em bị cái thằng nào nó tẩy não em á. Vậy hả? Ủa thằng nào là đúng thằng rồi. Nào cơ? Là thằng này đây. Gì vậy? Hả? Ngươi là thằng nào vậy? Hỏi thằng em ngươi là biết. Hắn ta chính là kẻ đã bắt em đó. Hả? Vậy là ngươi là người đã dụ em ta hả? Cái gì? Làm hại người... ba mẹ ta luôn. Sao ngươi có bộ đồng phục màu trắng? Không lẽ ngươi là tên thần trong truyền thuyết sao? Đúng vậy, ta là không kiếm. Vậy thì chết thôi. Ok, ngươi ở đâu không có thử với ta đâu. Dạ các ngươi chưa biết. Trong truyền thuyết không những có một Huggy Wuggy thần mà còn có một Huggy Wuggy ác quỷ, và đó chính là ta. Hey! Vậy luôn hả? Trời ơi, cha ba mình không kể mình như vậy. Anh tới đây. Chết rồi. Em ơi, anh có cách này à? Vụ án chút đất tiền, anh con gái này hay lắm à. Nhưng mà hắn bay lên trời làm sao cho hắn xuống đất được? Ok, để anh bắn hết chặt. Xuống à, kè. Các người sẽ không làm được gì ta đâu. Trời ơi, sao? Bây giờ để anh à. Ê, chạy vòng quanh mày nè con ơi.
Ủa đây làm cái gì vậy? Em trúng sức dạ. Ủa đây làm cái gì vậy? Ủa đây làm cái gì vậy? Được chưa? Ô em bé luôn rồi. Vậy là ngu rồi con. Cung 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 ngu. Anh đánh tôi, anh đánh tôi vậy đó bạn. Ông chơi đi ra cho các nhà. Em đây. Trời. Ôi em ơi. Em vậy là Hucky Wucky thần này, tốc độ thần này có thể là quay ngược thời gian rồi. Thiện ơi, thôi vậy mà anh có cách này đó. Anh sẽ làm cách này để mà trở về cái hiện tại mà ba mẹ mình không bị hại, rồi em cũng bị vậy. Anh sẽ trở về lúc mà anh không ăn gian. Ok. Không. Anh sẽ sửa sai. Ok. Ok. Ai, em ở đây nha, anh sẽ trở lại nha, tức thôi. Ok. Ok. Để nào. Ôi, càng nhanh chạy càng nhanh lên nào. Nhanh hơn nữa nào. Nhanh hơn nữa. Để mình có thể trở về quá khứ. Nhanh hơn nữa nào. Nhanh hơn nữa. Nó trở về quá khứ rồi nè. Em anh kia. Giờ tức rồi. Ôi mình không hề xài quá chuối luôn. Ôi là ơi. Trời đất ơi. Bây giờ con thua rồi. Anh của bắp. Được rồi, vậy em trai của con là thắng. Con thấy chưa, một đứa em mà để thắng nhục nhã chưa, nhục nhã chưa. Con thấy con đang mặc gì không nè? Sao con mặc đồ kỳ vậy? Con lẽ ngốc vậy? Con kia chớp thần rồi và con đã trở về quá khứ. Vậy con, nhưng mà con vẫn bị phạt, con sẽ bị treo lên cây. Đúng rồi. Rồi, được rồi, hãy đi theo ta. Ta sẽ chỉ cho con một bài học mới về hất như con ghi thần. Con cậu này để ví dụ luôn. Mà kệ mày, mày bị treo lên cây mà im đi mày. Thôi được rồi, đi về thôi cái con ơi. Cảm ơn các bạn xem video này nha. Thì thầy hai đừng quên để lại một like và bình luận ở dưới nha các bạn. Và đừng quên ghé thăm channel của những thành viên trên tốt khác. Và bây giờ các bạn muốn mình làm những Hucky Wucky như thế nào thì comment ở dưới nha. Bây giờ thì mình đi đây, bye bye. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.